Nó cứ ngon chứ. Đang chơi băng đảng, nó hiện ô đi, mẹ nó ra ngoại bình vãi lồn. 3 có 3 có 4 ngoại bình thì phải ám. Ấm luôn anh, có ấn ngoại bình không? Chơi luôn đi. Rồi. Anh vừa lấy em... ấn gì xong thì mẹ chán em muốn nói rồi. Em mà cứ ngoại bình em ưu tiền. Em đội hình đang 2 sao hết và em bán hết đi em lấy ngoại bình biết nào ấy. Đi con mẹ làm gì? Tiếc quá, thôi kìa mẹ, chơi băng đảng. Ơ, mấy giờ giờ thì sơn nhỉ? 6 giờ đúng không? 7 giờ. 7. Chạy qua mệt chưa? Trời, đi con mẹ thằng này. Đấy giả, tao tưởng hết vợ bảo tao buộc mắt. Đồ cho bà đi. Đấy, khỏi ra, khỏi ra. Có video là gửi nó đi đấy. Thì nguồn lây không? Nãy giờ carabin mấy phát rồi ạ? Xe vào đâu rồi? Ở đây. Nhân mày có súng không? Vẫn ở đây.